Huệ Vương nhập viện 108 để câu giờ, chờ Bắc Kinh can thiệp, sự thật hay tin đồn? Vụ C03 của Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, có khả năng tương tự như vụ Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo, với sự ra đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong những ngày này, trên mạng xã hội rộ tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp ngã ngựa. Vào ngày 17 tháng 4, nhiều nguồn tin khả tín khẳng định hôm nay anh Huệ đã đến làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú và suýt ngất vì chứng cứ quá đầy đủ, và anh Huệ vừa mới viết đơn từ chức xong. Mọi việc diễn biến theo đúng kịch bản của ông Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cứu được Vương Đình Huệ hay không đang là câu hỏi đặt ra mà dư luận quan tâm. Trước đó có những đồn đoán cho rằng sau Nguyễn Duy Hưng đến được Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lên thớt. Ông Phạm Thái Hà liên quan đến việc nhận hối lộ tới 2.000 tỷ đồng cho các dự án tuyến cao tốc và làm công trình ven biển phải thông qua Quốc hội. Mới nhất, nguồn tin của Thời báo .d từ Hà Nội cho biết đêm ngày 17 tháng 4, ông Vương Đình Huệ đã được đưa vào Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 vì lý do sức khỏe và được các bác sĩ Trung Quốc túc trực chăm sóc. Nguồn tin cũng cho biết thêm có khả năng ông Huệ muốn câu giờ để chờ Bắc Kinh can thiệp theo kênh của Đảng. Tờ Thời báo.d không điều kiện để kiểm chứng tin này. Chưa bao giờ ở Việt Nam tình trạng người dân tin vào tin đồn nhiều hơn tin của báo chí nhà nước lại cao như hiện nay. Vì đến bây giờ ai cũng biết phần lớn tin đồn là sự thật do các thế lực thù địch trong nội bộ của Đảng chủ động tuồn ra bên ngoài để triệt hạ đối thủ hoặc thăm dò phản ứng của dư luận. Nguồn cơn của cuộc chiến nội bộ trên thượng tầng cung đình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là vì câu hỏi ai thay thế ông Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư. Chưa có câu trả lời cho đến hôm nay, nhưng Vương Đình Huệ là cái tên được đích thân ông Tổng dày công vun đắp. Ông Trọng là người giới thiệu quy hoạch chức danh Tổng Bí Thư cho Vương Đình Huệ khi đưa ông Huệ từ vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ sang làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội, thay cho ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật. Đây được coi là việc tráng men vào đầu năm 2020, để một năm sau đó tại đại hội lần thứ 13, ông Huệ nhảy vào ghế Chủ tịch Quốc hội, chiếm một chân trong tứ trụ. Công luận cho rằng trong tứ trụ khóa 13, ông nào cũng có tì vết, hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đều đã bị bay chiếc ghế Chủ tịch nước đã cho thấy rất rõ điều đó. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Ngoài tham nhũng nhận hối lộ và lợi ích nhóm, ông Huệ còn bị cáo buộc say mê ca hát và các thứ khác. Đó là sự thiếu chuẩn mực của một chính khách hàng đầu. Vào năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vướng tin tức có tình ái với ca sĩ Hương Tràm. Mạng xã hội đồn rằng Hương Tràm đã mang thai và sang Mỹ sinh con cho Huệ Vương, mấy năm liền không về Việt Nam. Theo giới phân tích, hiện nay tứ trụ của Đảng mất 2 còn 2. Vì thế, hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí Thư là Vương Đình Huệ và Tô Lâm. Bộ trưởng Tô Lâm chơi chiêu tiên thủ hạ vi cường, tức là ra tay trước thì việc ông Huệ không bị bay ghế mới là chuyện lạ. Công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam dưới sự chỉ huy của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã biến tướng trở thành mục tiêu loại bỏ mầm mống đối trọng chính trị trong nội bộ của Đảng. Thậm chí Tổng Trọng còn coi đó là mục tiêu hàng đầu trong việc trừng phạt những lãnh đạo có biểu hiện không phục tùng, bất tuân ý chỉ của ông như Đinh La Thăng hay Nguyễn Xuân Phúc là những ví dụ. Ngược lại, đối với các đồng chí cùng phe cánh, đồng thời là bệ đỡ cho Tổng Trọng như phe Nghệ Tĩnh và Vương Đình Huệ, thì ông Trọng lại ban cho đặc quyền, dẫu rằng ông vẫn luôn khẳng định chống tham nhũng không có vùng cấm. Những yếu tố chính này đã góp phần tạo ra tình trạng khó khăn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam hiện nay, có nhiều nguyên nhân từ đó mà ra. Trong đó, sự cai trị kéo dài đến hơn 12 năm cầm quyền của Tổng Trọng là một nguyên nhân chính, mặc dù ông đã ngồi cả 3 nhiệm kỳ Tổng Bí Thư, hoàn toàn trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính các ông dựng ra. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ. Trong quãng thời gian đó, ông Trọng đã liên tục xây dựng vây cánh để tập trung quyền lực cao nhất cho ông trong Đảng.
Đó chính là lý do khiến ông dứt khoát không rời khỏi ghế. Đó cũng là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng lại càng chống thì tham nhũng càng tăng, mạnh hơn, lớn hơn và tinh vi hơn. Khởi tố bắt giam mãi không hết quan tham. Bắt đến gần hết lãnh đạo các cấp, nhưng các đồng chí chưa bị lộ vẫn không sợ. Với thảm trạng này thì công tác nhân sự chắc chắn là một phần của câu trả lời. Theo giới thạo tin, vào cuối năm 2022, các ông Nguyễn Xuân Phúc chưa bị phế truất. Trong hai lần lấy phiếu tín nhiệm thăm dò tại Bộ Chính trị, ông Huệ đều không đạt 70% số phiếu theo yêu cầu. Vì thế việc Vương Đình Huệ mất chức cũng chẳng có gì lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Huệ Vương nhập viện 108 để câu giờ, chờ Bắc Kinh can thiệp, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Tô Đại có tha cho Huệ Vương trong việc tiếp tay cho Thuận An trốn thuế hay không? Vào ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Trước đó, nhiều nguồn thạo tin khẳng định ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Group, một sân sau của phe Nghệ An, đã bị bắt giữ. Mới nhất, việc Tập đoàn Thuận An trốn thuế cũng đã được công bố. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin về mức lợi nhuận siêu thấp của Tập đoàn Thuận An. Báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 4 đưa tin như sau. Tập đoàn Thuận An lớn nhanh nhưng lợi nhuận nhiều năm ở mức buồn. Bản tin cho biết dù trúng thầu nhiều dự án nhưng tình hình kết quả kinh doanh của Thuận An không quá tích cực. Theo dữ liệu của Báo Tuổi Trẻ, trong giai đoạn từ 2017 cho đến năm 2019, doanh thu của Thuận An ở mức 250-300 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức vài trăm triệu đồng. Một số chuyên gia lợi nhuận trên là đáng buồn, không tương xứng với quy mô vốn của công ty này. Việc các doanh nghiệp sân sau của các doanh nghiệp quan chức cấp cao đột nhiên lớn nhanh như thánh gióng, nhưng đóng thuế ở mức hết sức khiêm tốn là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, tin tức về vụ bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An gây xôn xao và chấn động dư luận. Vì trước đó đã lan truyền tin rằng Thuận An Group, tập đoàn xứ Nghệ lớn nhanh như thổi, trúng thầu nhiều dự án giống Phúc Sơn đã bị sở. Hơn nữa, vấn đề kiểm toán và quản lý nguồn thu ngân sách của Bộ Tài chính lâu nay do phe Nghệ An kiểm soát và quản lý. Do đó, trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ là cựu Tổng kiểm toán nhà nước và là Bộ trưởng Bộ Tài chính là không thể bỏ qua. Liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Duy Hưng, truyền thông nhà nước cho hay từ một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ chỉ vẹn vẹn có 3,9 tỷ đồng trong 10 năm, Thuận An đã lớn nhanh như thổi, vốn điều lệ tăng gấp 200 lần. Tập đoàn này liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn nhỏ khắp nơi trong cả nước với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận của Thuận An thu về chỉ lẹt đẹt ở mức 100 triệu đồng. Nhà báo Hà Phan và phóng viên Nội Chính Thạo Cung Đình tiết lộ, xét về quy mô, gói thầu và độ phủ, Tập đoàn Thuận An của ông Hưng vừa bị các công an bắt khủng hơn Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo rất nhiều. Thuận An trúng thầu từ Bắc vào miền Nam và miền Trung, trải dài khắp 11 tỉnh, thành phố với 28 gói thầu không xác định địa điểm cụ thể. Tính sơ sơ, tổng giá trị các gói thầu là khoảng 22,6 ngàn tỷ đồng. Trong số này có hơn 8,2 ngàn tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Thật bất ngờ, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Thuận An đã trúng các gói thầu khủng là hơn 3.584 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Tờ báo Hà Nội Mới cũng đề cập đến sự bất thường trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Thuận An khi đưa ra nhận xét. Thuận An doanh thu trăm tỷ, lợi nhuận trăm triệu. Đó là những câu chuyện khó hiểu và đầy nghịch lý, mang tiềm ẩn rất nhiều dấu hiệu bất an xảy ra Tập đoàn Thuận An do Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Dù thành lập từ năm 2004, nhưng phải đến năm 2019, Tập đoàn Thuận An mới bắt đầu có những dấu hiệu trong ngành hạ tầng cơ sở xây dựng. Từ sau quãng thời gian này, mỗi năm, Thuận An đều đặn ghi tên mình trong các liên doanh trúng những gói thầu lớn với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Vẫn theo báo Hà Nội Mới, tổng giá trị các gói trúng thầu của công ty Thuận An là 22.612 tỷ đồng. Trong số này có hơn 8.272 tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Dữ liệu cũng cho thấy tổng giá trị trúng thầu độc lập chỉ hơn 144 tỷ đồng, còn lại đa phần Thuận An tham gia dưới hình thức liên doanh. Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ: theo giới phân tích, mức lợi nhuận đã đề cập trên của tập đoàn Thuận An là rất đáng nghi vấn. Tác giả Hà Phan đánh giá, đáng ngạc nhiên hơn, tới cuối năm 2021, Thuận An mới tăng vốn lên 800 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông không thấy công bố. Ngỡ ngàng hơn nhưng không bất ngờ nữa, những con số này đến giờ mới được phơi ra. Dư luận xã hội nhắc lại, ông Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò là Thủ tướng Chính phủ đã từng đưa ra cảnh báo, lãnh đạo có người không những có một sân trước mà có từ 4 đến 5 sân sau, thậm chí 14 đến 15 sân sau. Điều chớ trêu hơn liên quan đến việc cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mất chức vào năm 2023. Theo giới thạo tin, trong cuộc họp Bộ Chính trị cuối năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người đã nhiều lần nhắc nhở ông Bảy Phúc như sau: anh Phúc còn chờ gì nữa mà không chủ động xin từ chức. Xin nhắc lại, lâu nay công luận cho rằng ông Vương Đình Huệ trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước có rất nhiều sai phạm, rất lớn và khủng khiếp. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm có tha cho Huệ Vương trong việc tiếp tay cho Thuận An trốn thuế hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.